Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tướng tá bị chôn vùi, cứu hộ hay cứu của. Sự cố xảy ra ở Thủy điện Rào Chanh 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã dấy lên sự quan tâm đặc biệt của dư luận vài ngày gần đây. Tờ Thời báo DE cũng ghi nhận nhiều nguồn tin và bình luận trái chiều liên quan đến vụ việc này. Đặc biệt là việc đi cứu nạn đã khiến 13 người chết, trong đó có 11 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, trung cấp đến cao cấp và 2 quan chức cấp huyện và cấp tỉnh. Trưởng đoàn cứu nạn là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cũng thiệt mạng trong sự cố này. Vô số bình luận chia buồn, xót thương cho 13 người tử nạn, xem đây là sự hy sinh vì dân, vì nước. Tuy nhiên, thông tin và vài bức ảnh hiếm hoi trên báo cũng khiến một số người đặt câu hỏi về tài sản của tướng Nguyễn Văn Man khi thấy cánh cổng và hàng rào quá sang trọng của căn biệt thự cao cấp và chiếc ghế gỗ chạm rồng cực kỳ đắt tiền trong ngôi nhà này. Đây là hình ảnh người thân và các sĩ quan đồng nghiệp của tướng Nguyễn Văn Man đợi chờ tại nhà riêng của ông ở số 41 tổ dân phố 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, một căn nhà rất đẹp và rộng lớn. Một số người truy vấn nguyên nhân lũ ống, lũ quét sạt lở đất mà các báo đã nói đến từ nhiều năm qua, đó là việc phá rừng làm thủy điện nhưng đều được chính quyền cấp phép đầy đủ. Đốn hạ tới 200 hectare rừng khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền để làm 3 thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và thủy điện Alin. 3 nhà máy thủy điện nằm trong khu vực lõi, một nhà máy ở khu vực phục hồi sinh thái của khu bảo tồn Phong Điền. Việc làm thủy điện đã khiến cho 200 hectare rừng đặc dụng bị mất, ảnh hưởng không chỉ đến bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tác động tiêu cực đến địa mạo, địa chất nơi đây. Năm 2016 và 2017 có trên 63 hectare rừng bị chặt hạ, trong đó khoảng 40 hectare rừng gỗ với khối lượng được tận thu là 349 mét khối. Trong số diện tích trên thì khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã mất gần 30 hectare rừng tự nhiên để xây dựng nhà máy thủy điện Alin B2 và Rào Trăng 3. Báo chí nêu cảnh báo về sự tàn phá môi trường rừng ở khu vực này từ nhiều năm trước, nay thì sự cố đã xảy ra như một quy luật nhân quả tất yếu. Về sự tàn phá rừng ở miền Trung, doanh nhân Lê Hoài Anh cũng đưa ra bình luận như sau. Tại sao tôi kêu gọi quốc tang cho đồng bào miền Trung, các chiến sĩ tử nạn, để các nhà lãnh đạo thấy rõ tác hại của việc tàn phá rừng, tàn phá thiên nhiên của nhóm lợi ích trong đảng của họ. Trong đoàn quân đội tử nạn, dân mạng xôn xao nhiều thông tin, tuy chưa có kiểm chứng, là có các vị có cổ phần tại các thủy điện cục bộ miền Trung. Thiết nghĩ nếu những thông tin đó là sự thật, thì Âu cũng là luật nhân quả cho những vị ấy mà thôi. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá. Nước ta về cơ bản là đã hết rừng, tôi đã đi khắp các miền đất nước để thấy rằng về cơ bản đất nước chúng ta đã phá gần hết rừng, kể cả rừng phòng hộ. Công bằng mà nói, cả nhân dân cũng phá rừng từ các việc đốt rừng làm nương, làm rẫy. Tất nhiên là nhóm lợi ích và những kẻ có quyền thì tốc độ phá rừng và khu vực họ phá nhanh và rộng hơn rất nhiều. Họ không chỉ phá rừng, bạt núi, băm nát khu bảo tồn thiên nhiên, các khu rừng phòng hộ, các danh lam thắng cảnh để làm thủy điện, xây biệt thự, biệt phủ và làm các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch tâm linh. Và cũng vì lợi ích cá nhân mà họ chặt phá, quy hoạch bậy bạ, không thương tiếc đất nước này, không màng đến hậu quả mà họ đã và đang gây ra trong đồng bào của mình, cho những người dân khốn khổ của mình. Bà Lê Hoài Anh đã nêu ra quan điểm nên như vậy. Đây là hình ảnh diện tích rừng Việt Nam bị thu hẹp từ năm 1943 đến năm 1997. Về tin tức liên quan đến tướng Nguyễn Văn Man, nhà hoạt động Thảo Thuê Gia từ Hà Nội cũng đưa ra bình luận như sau. Trong hình là những người dân đang hóng tin ở trước cổng biệt phủ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Trước là xin chia buồn với các gia đình, sau thì mình thấy biệt phủ của tướng Man đẹp quá, cỡ dân đen có lẽ ba đời nằm mơ cũng không thể có được. Còn anh trai tướng Man thì ngồi trên chiếc ghế cỡ vài tỷ đồng để hóng em mình cũng tội. Không biết là tiền ở đâu ra mà ông phó tư lệnh xây nhà to đến thế. Trong số 13 người thiệt mạng thì có toàn là lãnh đạo to cả. Chỉ có duy nhất một phóng viên đi theo đoàn, chắc là để đảm bảo đưa tin chứ không thấy thằng lính nào. Các tướng tá ra đi đột ngột như thế này thì của cải để lại cho con cháu hưởng hết. Thôi thì cũng được an ủi phần nào. Cả đời đi buôn chổi đót và làm xe ôm như vậy cũng tọa nguyện rồi. Bà Thảo Thuê Gia đưa ra nhận định của mình như vậy. Và câu hỏi của nhà thơ Đỗ Trung Quân đưa trên trang Facebook của mình cũng đã nhận được khá nhiều lời bình luận trái chiều. Ông viết như sau.
Tôi không quan tâm đến vụ này nên không thể trả lời câu hỏi này, nhưng đấy là một câu hỏi đáng quan tâm. Và anh nghĩ sao nếu họ hy sinh không phải vì đến với dân trong một dòng bão mà là đến với tài sản của họ? Vì sao địa chỉ công ty chủ đầu tư thủy điện đó lại trùng với địa chỉ của ông Man? Dư luận cho rằng rất kỳ lạ khi đoàn cứu nạn lại chỉ có toàn sĩ quan cấp tướng và cấp tá. Thủy điện này có gì mà toàn cấp cao phải vô ứng cứu như vậy? Còn Facebook Nguyễn Thế Huy thì đặt câu hỏi như sau. Chủ đầu tư đi thăm tài sản. Facebook đề đốc thì lại đưa ra câu trả lời. Mặc dù không đủ bằng chứng cụ thể, nhưng rất nhiều người chia sẻ suy đoán rằng Thủy điện Rào Trăng Ba có cổ phần của những sĩ quan quân đội và quan chức địa phương. Và đó là nguyên nhân khiến cho các tướng tá và quan chức đã đích thân vào hiện trường để thăm tài sản. Bởi lẽ sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu kỹ năng của nhóm cứu hộ là một câu hỏi rất lớn. Nhưng báo chí chính thống không dám đưa vấn đề này ra để phân tích. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, hàng đầu thứ hai từ phải qua, trước khi đi cứu hộ và cứu nạn vào hôm 11 tháng 10. Một bài viết được hàng ngàn lượt chia sẻ của Facebook Bùi Văn Thuận với tựa đề Câu hỏi và nghi ngờ, với nội dung như sau. Nếu có kinh nghiệm xem TV, đọc báo đảng và nhìn thực tế công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn thì đều biết. Quan chức cấp huyện, cấp tỉnh hay trung ương và sĩ quan quân đội có cấp tá chỉ đến nơi nào đó có nước mấp mé vùng lũ cho phóng viên quay phim chụp ảnh này nọ. Xong là các cán bộ, sĩ quan to của đảng lên xe hơi về trụ sở hoặc về các điểm ăn uống, mở tiệc. Công tác phòng chống và cứu hộ, cứu nạn chỉ do cấp dưới, lính gác thực hiện. Đó là lực thực tế mấy chục năm gần đây. Nhưng đoàn của tướng Nguyễn Văn Man, nhóm bị mất tích bao gồm toàn lãnh đạo. Có 7 người là sĩ quan thuộc quân khu 4, 1 người thuộc Bộ Tổng Tham mưu, 3 người thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Một là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, một phóng viên Cổng Thông tin của tỉnh. Trong số 8 người thoát được có cả Phó Chủ tịch tỉnh. Câu hỏi được đặt ra là tại sao đoàn cán bộ này lại hấp tấp đi vào vùng núi đang lũ và sạt lở như vậy? Và theo lẽ thường, các cán bộ đảng, nhà nước và các sĩ quan cấp tá trở lên đã rất sợ chết, không dám để tay chân dính mưa hay bùn đất. Nói gì đến chuyện cả đàn kéo nhau đi vào rừng mưa đang sạt lở. Nhà bình luận này nói tiếp, vậy tôi nghi ngờ điều gì? Tôi nghi ngờ và đoán mò khả năng rằng 99% các dự án thủy điện là có tài sản, lợi ích của các cán bộ trong đoàn cứu hộ. Dự án thủy điện Rào Trăng 3 và 4 đã được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép để xây giữa rừng nguyên sinh và rừng phòng hộ. Theo suy đoán của cá nhân thì các nhà máy này có cổ phần của rất nhiều quan chức và sĩ quan quân đội cấp cỡ tướng mát trở lên. Một điều ít người để ý là các dự án thủy điện ngoài bán điện còn có thể bán rừng, bán gỗ và đặc biệt là bán khoáng sản như vàng và các loại kim loại quý. Khi xây dựng, nạo vét các con sông, lượng vàng kiếm được nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Và khu vực thủy điện Rào Trăng Ba là vùng có vàng và nhiều kim loại quý. Xin hãy xem, tìm hiểu về các vùng khoáng sản mạch vàng của Việt Nam thì sẽ rõ. Đây là hình ảnh thủy điện Rào Trăng Ba đã hoàn thành được tới 90% khối lượng công trình. Và làm sao thủy điện được cấp phép dễ dàng giữa rừng đặc dụng, rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ như vậy nếu nhà máy đó không phải là của các sĩ quan và cán bộ, đảng viên? Làm sao các quan chức đầu huyện, đầu tỉnh, sĩ quan to nhất tỉnh, đứng đầu quân khu lại cấp tập băng rừng cứu hộ như vậy? Lính và sĩ quan cấp cả đống, họ khỏe hơn, nhanh hơn và sẽ vượt địa hình bão lũ dễ hơn các quan chức và tướng tá nhiều. Và tại sao cả đoàn toàn cán bộ, sĩ quan cấp bự như vậy? Facebook Bùi Văn Thuận cũng nêu ra nghi vấn. Còn về nguồn gốc, chủ đầu tư của thủy điện Rào Trăng đã được báo chí truy ra xuất phát điểm là công ty tư vấn và xây dựng Trường Sơn. Trong đó, ông giám đốc sinh năm 1965 tên là Nguyễn Đại Lợi cũng đã từng tổ chức 30 tên đầu gấu dùng hàng nóng đánh chém dân làng vì dân làng cản trở việc kéo dây điện của công ty Lợi làm chủ. Vụ xô xát này như một trận chiến gây hoảng loạn ở Quảng Bình, nhưng sau đó Lợi được tại ngoại chữa bệnh, vụ việc liền bị đảng ỉm đi. Đúng như Lợi vỗ ngực nói trước khi xu quân đi chém giết dân làng là bọn tao không có gì sợ pháp luật, và kêu gọi đám đệ tử cứ thẳng tay chém đánh, nếu ai chết thì đền. Công ty Trường Sơn sau đó để cho Nguyễn Đại Thành là con của Lợi sinh năm 1992 đứng tên. Nguyễn Đại Lợi, Nguyễn Đại Thành là hàng xóm của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Facebook Bùi Văn Thuận cũng đưa thêm thông tin như vậy. Còn nhà văn Lưu Trọng Văn thì cũng đưa ra bình luận như sau. Ba sĩ quan an ninh trong vụ Đồng Tâm vì sao lại bị chết, và hôm nay cả chục tướng tá trong vụ sụt lở ở Thừa Thiên lại bị chết như vậy.
Đây là hình ảnh vết tích ban đầu còn sót lại của 13 cán bộ chiến sĩ tại hiện trường bị vùi lấp. Và nếu không có câu trả lời chính xác thì sẽ còn nữa những cái chết thương tâm của các sĩ quan, chiến sĩ trong thời bình. Câu trả lời rất đơn giản và chỉ có một: không được đào tạo và tôi luyện trong các hoàn cảnh có biến. Vậy thì hàng chục năm nay tiền của dân chi cho an ninh, quốc phòng để đào tạo các chiến binh bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, chống lại các biến cố đi đâu? Rõ ràng đã đến lúc các quan trên, cụ thể là Bộ Chính trị, Thủ tướng, Quân ủy Trung ương phải nhanh chóng điều tra và xem xét lại công việc đào tạo các sĩ quan về mọi mặt, kỹ năng chiến đấu, đối phó với các nguy cơ căn bản. Đất nước hiện đang luôn bị áp lực của chiến tranh xâm lược từ Trung Quốc Cộng sản, của thiên tai, của bất ổn chính trị, bởi các tệ nạn lưu manh. Vậy mà qua hai sự cố Đồng Tâm và Thừa Thiên đã bộc lộ sự kém cỏi năng lực chiến đấu đối phó của hàng loạt tướng tá an ninh quân đội Việt Nam. Nếu có kỹ năng chiến đấu tối thiểu và phương án trinh sát tối thiểu thì không có chuyện ba sĩ quan an ninh xa hố. Nếu luôn có phương án tác chiến bài bản và tối thiểu thì không có chuyện cả chục tướng tá tay không đi làm cái việc cứu hộ những người bị mất tích vì lũ được. Bài bản tối thiểu của một trận đánh là điều nghiên chiến trường, là trinh sát trước đường đi nước bước, là đội quân chuyên nghiệp cứu hộ cùng các phương tiện cứu hộ. Đây là hình ảnh hiện trường vụ đào bới tìm thi thể 13 cán bộ chiến sĩ tại trạm kiểm lâm số 67. Hơn một chục tướng tá tay không và không phải là lực lượng cứu hộ thì làm được gì để cứu hộ? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và sự liều mình của họ được ghi nhận, nhưng cái chết vô lý, thương tâm của họ có lẽ nào không là bài học cay đắng và không phải là nỗi lo ngại năng lực của các tướng tá của chúng ta. Nhà văn Lưu Trọng Văn đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Cũng về phá rừng làm thủy điện, nhà báo Nguyễn Hoàng Quân thì viết như sau trên trang Facebook của mình. Vào năm 2016, thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh bất ngờ xả lũ, khiến hàng ngàn nhà dân ngập lụt. Cả huyện Hương Khê chìm trong biển nước, để cuối cùng đồng bào cả nước phải về đây cứu trợ. Bộ Công Thương kết luận thủy điện Hố Hô xả lũ sai quy trình. Chủ tịch huyện Hương Khê lên báo Dưng Dưng nói: xả lũ kiểu này chúng tôi chỉ may mắn mới giữ được mạng sống. Dân kỹ thuật hay gọi Hố Hô là loại thủy điện cóc, bởi công suất của nó rất nhỏ, không bằng 1/1000 thủy điện Hòa Bình. Công suất nhỏ nên doanh thu và lợi nhuận nó rất thấp, nhưng tại sao nó vẫn cố sống cố chết làm cho bằng được? Câu trả lời có lẽ nằm ở hàng trăm hecta rừng bị chặt phá để làm thủy điện. Số gỗ ở đó đi đâu chỉ có trời mới biết, đất biết và quan biết mà thôi. Tang thương ở Huế bây giờ có công sức đóng góp không nhỏ từ hàng loạt thủy điện cóc như kiểu Hố Hô. Tại sao qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu từ trước rồi mà giờ chính quyền Huế và Bộ Công Thương vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cấp phép cho xây dựng các thủy điện cóc như thế này, để rồi hàng ngàn hecta rừng bị chặt phá, đau thương thì người dân gánh chịu. Ông nói tiếp: phá sơn lâm, đâm hà bá thì trời không dung, đất không tha. Cứ tiếp tục phá rừng nữa đi, rồi gỗ rừng cũng không có đủ để mà đóng quan tài cho các ngươi đâu. Ngày đó e rằng chẳng còn xa nữa. Nhà báo Nguyễn Hoàng Quân đã nêu ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 với bản tin tướng tá bị chôn vùi, cứu hộ hay cứu của. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.